quyết định. Thúy Ngân sẽ hát bài này, sẵn sàng chưa? Bạn có 30 giây để nhìn những dòng chữ sau đây. Em hai câu đầu, chị ba câu cuối, hai câu cuối nha. Ai hát là do tôi chỉ, không được quy định. Trời ơi, chết rồi, chết. Chết lời bài này không mà giờ đâu có nhớ mấy lời chính gốc đâu. Đó, nghệ sĩ có gì mà hát phi nghệ thuật. Hát nhạc của nhạc sĩ mà chế lời, lỡ sau này hát của người ta là tao hài lòng rồi sao? Đúng rồi. Chết trước cái phạt đi. Rồi, chuẩn bị. Đề ba trước cho quen lực. Yên tâm, nếu đàng hoàng, tử tế, lâu lâu MC sẽ cho nhìn cái âm nhạc. Yo. Jamie nói cho mà nghe. Jamie nói cho mà nghe. Tấm hồn này chẳng là lẽ. Để cho sốt mè. Ủa, hát đúng mà. Jamie nói cho mà nghe. Tết năm nay mì còn trẻ. Đến tới mì cũng chất đi chơi. Rất tiếc, các bạn đã đọc rap rồi còn sai nhịp nữa. Bây giờ là lượt tiếp theo, người mặc là Thúy Ngân. Bài này Lan Ngọc chuẩn bị tập trung hát. Dạ. Thúy Ngân sẵn sàng chưa? Hả? Dạ, em đâu có hát gì đâu. Em đâu có hát gì đâu. Đúng rồi, bé còn tỉnh táo. Nhìn lời trước, mà chắc cũng không cần nhìn lời đâu. Quen quen trời quen ơi. Quen quen trời quen ơi. Quen quen. Quen quen. Chị ơi, để em bị chết là lỗi của chị. Bài này mà không thuộc nữa là đánh gậy rồi. Còn lưu liên dạy chứ nó gấp đến mất đi anh người chi tay. Vì là bài quen nhìn ít thôi. Ủa, tôi không quen bạn ơi. À, không quen nhìn riêng. Thua chắc rồi. Em cũng có thuộc đâu. Trời ơi, em không thuộc. Có em còn thuộc tên tác giả. Vô duyên quá. Music khoái nhạc bài này lắm. Áp lòng nên cứ kỷ niệm trôi nhạt nhạt và phai phôi. Oh oh oh. Mọi nghiệp hay không khi trong em anh là một quán. Cho anh thêm hy vọng. Tôi ta sẽ có người mới. Những ngày giống chơi em. Có chắc tin không sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng. Những cứ kỷ niệm thôi nhạt nhòa và phai phôi. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Anh chỉ một anh nên chỉ cho em sai của anh sai lầm. Em cũng đã có một người yêu mới. Chắc anh chắc tin một ai nữa đâu. Thì ta mất nhau.
Ủa rồi là cái phần đọc lời bè hay gì đó. Có một vài người sẽ buồn lắm đây. Nhưng không sao, chúng ta là game vui thôi mà. Dạ đúng rồi, em đâu phải ca sĩ đâu. Đúng rồi. Cuộc sống mà, có vay có trả. Hồi nãy anh chích anh Luật, bây giờ em trả thù giùm anh Luật. Em chích anh, em chích anh. Đúng rồi, chích Vinh đi. Anh muốn chích ở đâu? Thôi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúng ta có 30 giây. Người lạ ơi, tôi là trời chỉ biết đâu, nhưng khi một mình thì lại không. Cô tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong mắt là biển rồng. Đội này chỉ thuộc ở khúc này thôi. Người lạ ơi, xin ơi cho tôi một bờ vai. Vì già ơi, mà bé bá không? Giúp tôi một bờ vai. Làm bây giờ chuẩn bị. Âm nhạc, go. Người lạ ơi. Nhưng sao nước mắt lên là bị chết. Chết, chết. Cô, cô. Ok, chết tiếp, chết tiếp. Lẹ lên, chết. Chết. Sao không hát là chết luôn. Chết tiếp. Chết tiếp. Dễ dễ. Người là ơi, người là ơi. Người là ơi, người ơi. Đẩy cái điệp khúc lên trên, người ta sẽ đỡ 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 mất bóng. Đẩy cái điệp khúc xuống dưới, người ta vô là rap chứ rồi. Nè, các bạn sao? Các bạn không biết gì về âm nhạc? Ngọc, em rap cho anh một đoạn coi. Tôi là qua gì đâm đông, nhưng khi một mình thì lại không có. Tạo ra là mình nộm như sông bên trong đó, mình biển đông đây. Ai đó giang tay ba vào một cô một lần. Bạn đó hay người ta phụ nắng ơi u ớn cảm xúc tìm về nó mầm sống để được phụ thêm âm phiếu cho tôi. Đây, 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 cái lưỡi ra chị. Bây giờ tới lượt người tiếp theo. 30 giây học lời. Y nhạc vợ. Đêm buông dần lẻ loi dưới con phố. Đêm dần buông đối với tôi lẻ loi đứa con phố không ánh đèn. Thôi hai vợ chồng mà không thuộc nhạc nhau kỳ lắm á. Phải tập quen những ký ức cơ ùa về. Mẹ đem ký tên nữa. Rồi music go. Ê giờ nhắc em chứ em không biết luôn á. Lẻ loi từng con phố không ánh đèn, chỉ mình tôi sai Quốc. Ủa đâu vậy? Giữ lại, sai rồi kìa. Thôi đây đây, đừng tự xử nha. Thưa quý vị, không thể nào mà chồng mà không thuộc bài hát của vợ được. Không, mà thực sự là dạ diễn minh họa cho cái bài hát này hay quá. Tiết mục võ sĩ đạo quá, được hả vợ? Không còn ai nữa. Đến bây giờ hình như em cũng đã quen một mình.
cắn chặt bờ môi em chích. Ủa không bỏ. Ở cái lượt này chúng tôi rất thật lòng luôn á. Có những bài hát mình hơi bỡ ngỡ tí. Thậm chí bây giờ một cái bài quen mà kêu mình hát đúng từng chữ sao mình hát đúng được. Cho nên thôi cái này mình huề đi ha. Huề đi ha. Lại ơi. Như